Xin chào anh em. Sáng nay Bình vừa mới vô cảng Cà Né bán cá. Thì sáng nay Bình cặp cảng Cà Né lúc 10 giờ rưỡi sáng. Bình chạy từ cái khu vực mà trên đảo Phú Quý nha anh em. Trên đảo Phú Quý, cách đảo Phú Quý khoảng tầm 10 lý gì thôi, tầm 10 lý, hơn 10 lý. Thì Bình chạy về hướng Cà Né, chạy khoảng tầm 40 lý về hướng Cà Né. Thì Bình chạy lúc gần sáng nên là Bình chạy tới 10 giờ rưỡi tới cảng Cà Né thì Bình bán ké xong. Mà bây giờ Bình chạy ra lại, đang tại khu vực biên hàng trên là Quỹ Đồ Bắc. Hiện tại là giao nhau giữa biên 11 và biên 10 anh em, nó nằm khoảng 005900. Cuối biên 11 và đầu biên 10. Còn hàng dưới là nó nằm khoảng tầm 0203 nha anh em. Nghĩa là ở ngoài khơi của mũi đèn Cà Né, khu vực trên đảo cuối. Hiện tại là Bình đang chạy ngang mấy cái khu vực của mấy chiếc mình chụp mà hay neo ở Cà Né. Bình có quay cho anh em xem mấy chiếc mình chụp mà hay đậu ở Cà Né rất là nhiều. Thì Bình đang chạy ngang qua cái khu vực của mấy chiếc kè và mấy chiếc mình chụp nó đang đánh lưới, nó xuống đèn, nó chụp. Cho nên Bình quay cái cảnh nó chụp mình luôn cho anh em xem. Đây Bình sẽ quay được cái phần nào và Bình sẽ cố gắng quay cho anh em xem. Bởi vì Bình cũng đang rất là non để chạy khoảng tầm một giờ sáng, bây giờ là hơn 10 giờ rồi, khoảng tầm 1 giờ sáng 12 giờ rưỡi là Bình tới tại cái khu vực trên đảo để kịp anh em ở ngoài đó đánh lưới là mình kịp thời cho Bình mua. Đây anh em thấy mình chụp đang xuống đèn đánh lưới, giờ kéo mình lên nè anh em. Đấy, mấy nhân mình chụp quá trời đèn luôn, là nó xuống nó đánh lưới, nó còn bật ra mấy đèn, còn mấy đèn tắt ngầm á đó. Đấy thì Bình đang chạy ngang qua cái khu vực này là khu vực trong của mấy chiếc đèn mình chụp á. Hôm bữa giờ đầu ở Cà Né rất là nhiều. Đây Bình zoom lại gần sát bên luôn cho anh em xem thấy cảnh mấy anh em mình chụp đang làm việc ở trên tàu nha. Quay rất là rõ trong đêm nha anh em. Đấy. Thì Bình cũng rất là tranh thủ để chạy xuống cái khu vực của ghe lưới đang neo đậu, cho nên là Bình không có quay đứng một chỗ để quay toàn cảnh cách thức của các anh em làm việc cho mọi người xem được. Thì Bình sẽ hôm nay mình sẽ cỡ cái hành trình của Bình vô bờ bán cá rồi trên đường chạy ngược xuống lại. Nói chung là từ đêm qua cho tới bây giờ là chưa ngủ anh em, ngủ chỉ mới một tiếng rưỡi đồng hồ. Thì 3 giờ sáng qua, 3 giờ sáng đêm giờ rồi thì từ ngoài biển mình chạy vô, thì suốt cả một đêm giờ rồi là đánh lưới ở ngoài đó. Bây giờ chạy vô bờ bán cá, kể một ngày nay mình ngủ được một tiếng, hơn tiếng thôi. Bây giờ chạy ra lại anh em thì cũng bán cá với Bình cũng mệt cả ngày nên để anh em ngủ. Sợ là khi ra ngồi đó nếu mình có ghe đánh được cá anh em phải làm việc nữa, cho nên là nó hơi mệt, cho nên mình rất là buồn ngủ, nhưng mà vẫn cố gắng lái ghe ròng rẽ cả đêm luôn. Hy vọng là khoảng tầm tiếng nữa thì mình kêu anh em nào nãy giờ ngủ 2-3 tiếng rồi thì dậy lái thớ mình một chút xíu. Thì ngang qua cảnh mình chụp đẹp quá, mình bớt ra tí xíu quay cho anh em xem vài đoạn phim. Rất là hiếm khi quay những cái cảnh trong đêm nha anh em, bởi vì những cảnh trong đêm mà ghe nó vừa chạy mà trời nó lượn lắc nữa thì rất là khó. Bởi vì trong đêm thì đa phần là cái thời gian Bình đang làm việc, nhưng mà bữa nay chạy nước rất là im luôn, trên đường đi xuống nước rất là im. Quay lại anh em xem mấy chiếc mình chụp trong đêm là nó bung
gọng bung càng ra nhìn dở sờ. Đấy, gọi là mình chụp, nó chụp xuống nó như cái chài anh em, phen là nó tấn xung quanh vậy đó, giật trùm xuống, chụp xuống vậy, gọi là chúng ta gọi là mình chụp lên nó từ trên đó, nó ganh ra bốn cái gành, rồi 1, 2, 3 chụp xuống, lưới dấu phen nó đầm xuống, chụp ké nó đứng ở trong cái khu vực điện mình đang trong anh em. Đó, đại khái chúng ta hiểu nôm na là nó như vậy, còn chi tiết hơn nữa là chỉ có anh em mình chụp thì họ sẽ mô tả những cái chi tiết mà nó cặn kẽ, nó bài bản hơn. Giống như bình thì bình chuyên môn về lưới rút. Nói chung là mọi chi tiết của cái ngành lưới rút luôn, người bình đều lọt tả cho anh em xem được. Còn cái ngờ mình chụp là không phải cái ngờ ruột, không phải là cái ngờ che sinh mẹ đẻ từ nha. Giữ lại chứ, giữ lại, kệ giữ lại. Rất đẹp, rất đẹp. Cảnh đánh mình, kẻo mình, lừa ké trong đêm rồi. Đó, kẻo mình, kẻo ké lên, giờ mấy anh em lấy khay bày ra rồi lợm ké, lừa ké anh em. Xe quá xe quay chi tiết cho anh em xem nó hơi khó. Mô phỏng thôi nhưng mà rất là rõ ha. Giờ trong trong máy quay thấy cảnh quay rất là rõ. Đặc thù cái ngờ mình chụp là chỉ neo một chỗ anh em, neo một chỗ trong điện giống như chúng ta đi mành nhỏ vậy á. Chỉ có điều cái này nó quy mô nó lớn hơn. Cũng có máy quét. Trước khi mà ai sử dụng máy chụp là dành cho những tàu. Đó là để lại. Đó là để lại.